Vâng, kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019. Trời nó cũng khá là mưa gió. Vâng, nó chuyển mùa sang mùa đông. Thì bên Đức Trung mới về một số các cái mẫu ô tô 7 chỗ. Đức Trung xin giới thiệu cho quý vị anh chị các bạn ta cùng xem. Đầu tiên ấy là chiếc xe Fortuner sản xuất năm 2009, động cơ là máy dầu diesel nhé. Vâng, dung tích xi lanh là 2.0. Vâng, xe thì có cái màu xanh đá và được trang bị 7 chỗ ngồi số tự động. Vâng, bản MLX bản đầy đủ nhất nhé. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 525 triệu. Vâng, tiếp theo là một chiếc Innova sản xuất năm 2012 bản G xịn, được loang nước sơn màu bạc. Xe thì cũng còn khá là đẹp. Chiếc xe không taxi dịch vụ. Đức Trung xin quay sơ bộ cho quý vị anh chị xem về cái phần bên ngoài. Xe không taxi dịch vụ, máy chất, tất cả mọi thứ thì còn vẫn còn nguyên bản nhé. Chiếc xe này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 425 triệu. Còn 425 triệu đã sở hữu ngay một chiếc xe Innova biển Hà Nội, biển số rất là đẹp, 46888, 4 quả lốp mới, thân vỏ mỏng, nội thất thì rất là tươi, gầm bệ chất, máy móc rất là ok. Vâng, chiếc tiếp theo là một chiếc Innova được sản xuất năm 2006 bản G xịn. Chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 288 triệu đồng. Vâng, 288 triệu đồng là có ngay một chiếc Innova bản G xịn, không taxi dịch vụ. Xe thì rất là tươi mới, nước sơn màu bạc. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu với quý vị anh chị các bạn một cái chiếc xe Innova 7 chỗ màu đen, được sản xuất năm 2008 bản G xịn. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 315 triệu. Vâng, một chiếc xe màu đen rất là đẹp. Vâng, chiếc kế tiếp cũng là một chiếc Innova bản G xịn, được sản xuất năm 2007. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 305 triệu đồng. Vâng, 305 triệu đồng là ta sở hữu ngay một chiếc Innova bản G xịn sản xuất năm 2007. Tiếp theo là chiếc Innova bản G sản xuất năm 2006. Vâng, chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 288 triệu đồng. Vâng, 288 triệu đồng, sở hữu ngay một chiếc Innova bản G xịn. Xe thì 7 chỗ, cực kỳ là rộng rãi, máy gầm chất, điều hòa mát, cái phần nội ngoại thất thì còn rất là đẹp. Chiếc tiếp theo là một chiếc Innova bản G, được sản xuất năm 2007. Chiếc này thì bên Đức Trung đã nâng lên thành bản G rồi. Vâng, chiếc này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng là quý vị anh chị các bạn đã sở hữu ngay cho mình một chiếc Innova bản G nâng G, được sản xuất năm 2007, 4 quả lốp mới, tôn vỏ mỏng và nội thất rất là tươi, điều hòa mát, máy gầm thực chất. 235 triệu đồng là ta đã có một cái chiếc xe 7 chỗ, la răng đúc, màn hình cam lùi,
tất cả nội ngoại thất thì còn rất là ok. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin trân trọng giới thiệu với quý anh chị các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Innova G sản xuất năm 2009, biển Hà Nội 29A42500. Vâng, chiếc xe này thì form này đã là form mới rồi. Xe thì còn rất là chất. 4 quả lốp mới. Vâng. Tất cả mọi thứ thì còn rất là ok, bản G xịn, không taxi dịch vụ. Bên này thì Đức Trung đang chào bán với giá là 325 triệu. Vâng, 325 triệu. Đã có thể sở hữu ngay một chiếc Innova G sản xuất năm 2009 màu bạc. Cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, không tranh chấp về pháp lý. Chiếc xe Innova G nội thất thì cực kỳ là tươi, thân vỏ thì mỏng sơn si rất là đẹp. Vâng ạ, tiếp theo thì Đức Trung xin trân trọng giới thiệu với quý anh chị các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Ford Escape được sản xuất năm 2008. Vâng ạ, bản số tự động, màu vàng cát. Xe thì được trang bị la răng đúc và số tự động. Chiếc xe này thì bản rất là hiếm nhé. Dung tích xi lăng là 2.3, mức tiêu hao nhiên liệu rơi tầm khoảng độ 9 lít trên 100 cây. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 295 triệu. 295 triệu là quý vị anh chị đã có thể sở hữu ngay một chiếc Ford Escape màu vàng cát bản số tự động, sản xuất năm 2008. Vâng, xe này thì còn rất là cứng cáp. Ford Escape là một cái dòng xe thương hiệu của Mỹ, chạy rất là sướng. 295 triệu đồng. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin trân trọng giới thiệu với quý anh chị các bạn một cái mẫu xe 7 chỗ, đó là chiếc Innova bản Z-Lung G. Chiếc này là sản xuất năm 2007, có cái lớp sơn màu bạc. Thì cái chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 230 triệu đồng. Và 230 triệu đồng là quý vị anh chị các bạn đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc Innova bản Z-Lung G, đã có la răng đúc và màn hình cam lùi. Biển thì biển Nghệ An 37A06600, biển số thì khá là đẹp. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu với quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe nữa, đó là chiếc Kia Carens, một cái xe 7 chỗ được trang bị động cơ dung tích xi lanh là 1.6, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 8 lít trên 100 cây. Chiếc xe Kia Carens này có lớp sơn màu bạc và được sản xuất 2010. Vâng, cái chiếc xe này thì bên Đức Trung chào bán với giá là 282 triệu. 282 triệu là quý anh chị đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Kia Carens sản xuất năm 2010 màu bạc bản 1.6. Đức Trung sẽ quay sơ bộ cái phần ngoại thất cho quý anh chị các bạn ta cùng trải nghiệm. Xe thì có cái lớp sơn thì khá là mới. Vâng, lốp thì cũng còn tầm 80%, máy gầm chất, nội thất tươi, điều hòa mát, tất cả các cái chức năng của trên xe thì hoạt động là bình thường. 280 triệu. Vừa rồi Đức Trung đã giới thiệu với quý vị anh chị các bạn một số các cái mẫu xe 7 chỗ hiện đang bày bán tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng.
Thì kính mời quý anh chị các bạn có điều kiện thì ta đến chợ ô tô miền Bắc để xem và lựa chọn cho gia đình mình một chiếc xe phù hợp. Tiếp theo thì Đức Trung xin trân trọng giới thiệu với quý anh chị các bạn cái mẫu xe nữa, đó là chiếc Toyota Innova màu vàng cát, được sản xuất năm 2014. Vâng, chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. 375 triệu đồng là quý vị anh chị các bạn này sở hữu ngay cho mình một cái mẫu xe 5 chỗ, có cái form dáng thì rất là mới, sơn xi thân vỏ rồi nội ngoại thất thì cực kỳ đẹp. 375 triệu đồng là quý vị anh chị các bạn sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2014 màu vàng cát, xe thì còn khá là mới. Ngoài ra thì bên Đức Trung còn rất nhiều các cái mẫu xe khác cho quý vị anh chị các bạn có thể lựa chọn, từ 2 chỗ, 5 chỗ rồi đến 7 chỗ, 16 chỗ. Xin cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.